Nghỉ lễ không chỉ là dịp để nghỉ dưỡng mà còn là cơ hội để mọi người về quê, sum họp với gia đình. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng để bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày. Người lao động miền Tây từ các khu công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị hành trang về quê thăm người thân và gia đình. Phần lớn thì bà con chọn về ban đêm để tránh bị ùn tắc và thời tiết nắng nóng. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTV Cần Thơ. Cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Vào các dịp lễ Tết, lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Tuy nhiên, tình hình giao thông vào chiều qua vẫn ổn định, không bị ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã xây dựng nhiều phương án để điều tiết giao thông. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông Bến Tre cũng như là bố trí lực lượng tại cái nút giao, những điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông và huy động nhiều lực lượng tham gia khác như là thanh tra giao thông, đoàn viên thanh niên. Ngoài ra điều tiết cái lưu lượng phương tiện về cái tuyến Bến Phà để mà giảm áp lực cho cái khu vực cầu Rạch Miễu này. Lượng phương tiện cùng người lao động về chủ yếu là công nhân làm việc tại các khu cụm công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Bà con tranh thủ tăng ca sớm về quê, tránh tình trạng kẹt xe lúc tăng tầm. Anh Long quê ở tỉnh Bến Tre và đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa tăng ca, anh tranh thủ chạy về quê ngay trong đêm để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ của mình. Tranh thủ bữa nay mình về thì ở nhà được đêm. Chứ mời về thì mất cả nhà đêm, tại vì nhiều khi làm công nhân mà 4 năm tháng, 5 6 tháng mới về nhà ăn lận. Đi ban ngày mà nắng nóng rồi lớp nào kẹt xe rồi bụi đường nó về người mệt lắm. Hiện nay cao tốc đã kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ. Vì vậy một phần lao động từ miền Đông đã quyết định chọn xe khách để về quê. Số khác di chuyển vào đêm qua và sáng nay, nhờ đó quốc lộ 1A lượng xe có đông nhưng không ách tắc như mấy năm trước. Nhiều hơn bình thường thôi nhưng mà cũng ổn, tại vì chỉ có kẹt ở mà ngay cái ngã tư rồi đó, đèn xanh đèn đỏ thì bị kẹt, mưa lâm râm vậy thôi mà tại vì đi về luôn không có thay đồ, cũng không có mưa. Tại ngã tư Lương Phú thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, càng về khuya thì người dân từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long càng đông. Thế nhưng chưa có tình trạng kẹt xe và như vậy thì sẽ giúp cho bà con yên tâm về quê vui lễ.